Nào câu 10 là các em ơi, câu 40. Nào cho y bằng tích phân cận từ 0 đến 1 của 2x cộng 1 nhân với em x. Thực ra những cái bài như này các em học thầy thì các em gần như là trúng tủ. Không phải chúng tủ đâu nhưng cái dạng này thầy dạy các bạn nhiều. Người ta có thể sáng tạo bài toán mới đấy nhưng mà cái dạng thì không thay đổi được. Tại vì cái phương pháp mô vẫn thế, những cái bài toán biến đổi này bao giờ cũng thế, cho ta cố gắng nhìn lên cái tử để tạo ra cái mẫu thức là em bình phương, e mũ x cộng e x để đơn giản hóa cái phân thức này bao giờ cũng thế cái phương pháp làm chung là có rồi các em cứ theo cái phương pháp làm chung mà làm mà thôi nhá nó tích phân từ 0 đến 1 này của em của x cộng với ax được chưa thì các bạn thấy là như này nhá à, đây là 2 x nhân em của x cộng với cả tức là các em tách bung hết này ra 2 x em của x cộng với em của x cộng với 2 ax bình phương cộng với a dx được chưa rồi nó bằng tích phân từ 0 đến 1 này của gì đây? À, uh, 2 các em nhìn này, đây là e mũ x cộng ax và các em nhìn thấy hai e 2x nằm nhân tử chung. Nếu mà các em lấy hai số 2 này gắn với nhau này thì 2x nằm nhân tử chung thì các em sẽ xuất hiện ngay được cái e mũ x cộng với ax. Cái mô típ nào nó chỉ có thế thôi mà. Đây cũng là cách người ta ra đề mà. Cái ý tưởng ra đề nó thế mà. e mũ x cộng với ax dx. Để... Được chưa? Thì nó bằng gì? Tích phân từ 0 đến 1. Những bài này các em đi thi các em đừng có sợ sệt gì cả. Các em cố gắng tạo ra cái mẫu nhìn của ngài xem phân tích được không? Tạo ra cái mẫu. Cái này rất là đơn giản. Được chưa? Nhân dx vào đây nhá. Thì bằng tích phân từ 0 đến 1 này của 2x dx cộng với tích phân từ 0 đến 1 này của e mũ x cộng với a trên e mũ x cộng với ax dx đế, đế được chưa? Đó. Thì cái này thì đương nhiên là mà x bình phương cận 0 1 nó là một cộng với a à, cái này thì bằng gì? Cái này thì thực ra các em chỉ cần quan sát một tí 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 thôi Các bạn thấy ngay được cái đạo hàm của mẫu ra tử Các bạn nhìn thấy cái mẫu thức này Đây nhá à, 0 đến 1 này Cái E mũ x cộng với A x Mà đem đạo hàm ấy Thì xuất hiện ngay cái tử Còn gì nữa đúng không? E mũ x đạo hàm là E mũ x Còn A x đạo hàm là A Nhá Thì cái này bằng 1 cộng với À đây nếu mà các em đặt là T Thì đây nó DT trên T Nó là nen của T à x đúng không? À, a lại một số nguyên thuộc khoảng nhất A dương đúng không? Cận từ 0 đến 1. Thực ra các bạn lưu ý là A là một số nguyên thuộc khoảng từ 0 đến 2023 tức là A là một số nguyên dương rồi. Và A là một số nguyên dương thì các em có thể bỏ qua cái vấn đề trị rồi đối đi được tại vì A nguyên dương thì mọi thứ bên trong đều dương nhé một cộng với nen của một thay vào một thay vào là e e cộng a trừ đi không thay vào không thay vào là một nen một trừ hết rồi xong rồi thì có bao nhiêu giá trị nguyên của A? Ta có này Nào Y mà lớn 6 Chỉ xảy ra khi vừa khi nen của E cộng A Sẽ lớn hơn 5 đúng không? Điều này xảy ra khi vừa khi E cộng A Sẽ lớn hơn E mũ 5 Tức là các em sẽ có được A Sẽ lớn hơn E mũ 5 trừ đi E Ok Nên bài toán nó cũng chỉ thế mà nó có khó đâu Đi thi nói chung bạn nào Mà bỏ bài này thì đáng tiếc thực sự luôn Phải thừa nhận là nào, quá đáng tiếc Đặc biệt là đã học thế Đức rồi mà bỏ những câu như này thì không có gì nói Nó sắp xỉ đâu đó là 145,69 Câu hỏi bài toán là gì đây? Có bao nhiêu số nguyên A? Vậy thì ta sẽ có đã A thuộc cái tập hợp là 146, 147, chấm 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 cho đến số 2022 Nha. Vậy các em sẽ chỉ cần lấy 2022 trừ đi 145 Và các bạn có 1877 số nguyên A 1877 thì các em chọn đáp án là đáp án C. Câu này bạn nào đi thi và bỏ lỡ câu này thì quá đáng tiếc. Em không biết làm câu này thì tiếc thực sự luôn, Đinh Duy ạ. Tại vì những câu như này nhá, thầy khuyên này, các bạn nghe này, trong phòng thi nếu mà các em gặp những câu như này thì bắt buộc các em phải có dùng cái kỹ năng quan sát, các em đừng có sợ sệt gì cả. Các em quan sát, nếu mà các em không biết biến đổi như nào, các em cứ phá bung ra nào. Phá bung tử cái tử đây ra, như thầy làm này. Sau đó các em nhìn này, số 2 với số 2 gánh với nhau thì các em nhìn vào ngay lập tức thì các em chỉ cần đặt hai nằm nhân tử chung thì các em phát hiện ra bắt buộc các em phải luyện tập và kỹ năng quan sát đấy nó có được trong quá trình các em luyện tập các em luyện tập nhiều các em có và bất kỹ năng quan sát và thầy sẽ đưa cho các bạn thêm một số cái ví dụ luyện tập để trong câu này ví dụ như các em làm luôn cái câu rất là nổi tiếng trong cái đề đề minh họa của bộ công an năm 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 ngoái là có một cái câu mà cũng phải biến đổi cái tử để ra cái mẫu và đạo hàm cả mẫu là như thế được chưa nó đơn giản thế thôi mà được chưa thì cái này các em chọn c nhá chọn c ok